chưa thấy người nào mà sợ ma như ông nội này. Cô ấy thật kỳ lạ, như thể được bao bọc trong một màn sương u buồn bí ẩn. Gì vậy? Không gì phải sợ, có tôi đây rồi. Bây giờ hai đứa yêu thương nhau đi, sống thời gian là nhìn nhau ghét nhau như chó. Thực sự lúc đó Thảo rất muốn hôn anh. Hôn? Mất chấp chứ. Không bỏ đớp đớp. Nếu mà em quen con nhỏ đó mà một ngày á gặp 800 con ma đi, em sống nổi không? Nếu như mà anh thực sự muốn quen em, anh phải mua bảo hiểm. Hai đứa còn quen nhau thì chắc chắn sẽ có một ngày nó cũng phải chết. Cuộc đời của tôi cũng là một bộ phim kinh dị nhiều tập, không có hồi kết rồi. Cô nói đúng đó, em chỉ có ai dám yêu tao. Sợ dối gian, sợ những vết xước tim mình đau. Tao có thể làm cái với tụi mày thì tốt biết mấy. Tìm đâu ra cái chỗ massage đồ vật này vậy? Trong cái hội đồ vật á, có chỗ massage nó giảm 50%. Đã!